Chào anh chị đã quay trở lại với thị trấn Địa Trung Hải. Chúng ta đang nhìn thấy ở trên màn hình, đây là những căn shop house Địa Trung Hải giai đoạn 1 có pháp lý sở hữu 70 năm, và đây là cái dãy shop house cuối cùng của giai đoạn 1. Shop house thương hiệu là Sun Prima Village Primavera, chủ đầu tư là tập đoàn Sun Group đang mở bán ra trên thị trường. Ở đây thì chúng ta có những căn shop house có cao độ khoảng 20 mét so với mực nước biển. Và tại đây thì shop house có chiều cao từ 3 cho đến 5 tầng nổi. Thì anh chị cũng có thể nhìn thấy cái dãy shop house này là cái dãy shop house duy nhất mà sở hữu một mặt biển cũng như là một mặt tiền đường chính, và pháp lý thì sẽ là 70 năm. Trong khi thị trường bất động sản Việt Nam đang chứng kiến cái sự trồi sụt thất thường do ảnh hưởng của đại dịch Covid, thì các chủ đầu tư đều gọi là bế quan chờ diễn biến thị trường. Thì thị trường bất động sản tại Nam Phú Quốc vẫn vô cùng sôi động với các dự án lớn do tập đoàn Sun Group liên tục được mở bán thành công bất chấp đại dịch. Năm 2018 và 19 thì chúng ta có dự án khu đô thị Sunrise City New An Thới pháp lý sở hữu lâu dài, chủ tư Sun Group cũng đã mở bán hết vào cuối năm 2020, và kế bên đó đầu năm 2021 chúng ta có một dự án đó là Shop House The Center thuộc dự án phức hợp Sunrise City Hillside Residence, bên cạnh đó là căn hộ Hillside, cùng thì chủ tư Sun Group cũng đã mở bán trên thị trường vào khoảng tháng 4 của năm 2021, và dự án cũng nhận được cái sự quan tâm đặc biệt từ nhà đầu tư cũng như khách hàng kiều bào trong và ngoài nước. Và mới đây nhất thì Sun Group mở bán khu biệt thự Bãi Kem, biệt thự làng nhiệt đới Sun Tropical Village, thì cũng nhận được cái lượng booking và cái lượng khách quan tâm cực kỳ lớn trong tháng 9 vừa qua. Và hiện tại thì chủ đầu tư Sun Group đang mở bán những căn shop house cuối cùng tại thị trấn Địa Trung Hải với hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là shop house Sun Prima Village Primavera, và giai đoạn 2 là shop house The Center thuộc dự án phức hợp Sunrise City Hillside Residence. Tận dụng một cái lợi thế triệt để hiếm có về điều kiện về thiên nhiên cũng như là vị trí địa lý lý tưởng, thì kết hợp với cái sự đầu tư bài bản về quy hoạch hạ tầng cùng với sự tham gia của những người khổng lồ trong trong quốc tế, thì Sun Group đã kiến tạo và triển khai các dự án giới thiệu tới các nhà đầu tư, khách hàng một trong những cái bữa tiệc thịnh soạn đủ các loại sản phẩm đa dạng, các phân khúc cũng như là nhiều mức giá tiền khác nhau. Và Nam Phú Quốc cũng vì thế mà thu hút đông đảo cái lượng khách hàng từ những nhà đầu tư cá mập cho đến những vợ chồng trung niên mong muốn mua một ngôi nhà thứ hai ven biển để tận hưởng tuổi hưu cũng như là kinh doanh khi mà chúng ta đang còn rất trẻ. Và Nam Phú Quốc sẽ còn phát triển đến đâu, những cái câu chuyện mà không phải chăng ngẫu nhiên mà ngay sau khi Phú Quốc được công nhận là thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam, thì nhiều chuyên gia kinh tế đã nhận định rằng với cái việc hội tụ cùng một lúc nhiều lợi thế thuận lợi thì Phú Quốc đang có một cái cơ hội đứng trước vận hội lớn để bứt phá, tương tự như Singapore và Phú Khẹt của Thái Lan, trở thành cái tâm điểm phồn hoa mới của châu Á. Và tại thị trấn Địa Trung Hải thì chủ tư Sun Group đã gọi là dày công để vun đắp lên một trong những cái thị trấn phồn hoa nhất của Nam đảo Phú Quốc. Chúng ta đã nhìn thấy các cái thành phố du lịch nổi tiếng như Maldives, hay gần đây gần kế bên chúng ta có Singapore đã tạo được những cái dấu ấn đặc biệt. Thế nhưng Phú Quốc còn có nhiều cái lợi thế hơn Singapore. Nếu có đầu tư đúng hướng, có các cái chính sách cơ chế để khuyến khích các doanh nghiệp phát triển, đặc biệt là các doanh nghiệp trong nước tham gia đầu tư vào Phú Quốc, thì sẽ tạo ra một cái hệ thống hạ tầng cũng như là du lịch đẳng cấp, chất lượng cho Nam Phú Quốc trong cái tương lai gần. Và vì vậy thì càng ngày chúng ta càng càng thấy là khi anh chị đầu tư vào Phú Quốc là một quyết định rất đúng đắn, nếu nhìn vào cái sự phát triển của Nam đảo trong thời gian gần đây, cả về ngắn hạn và trong câu chuyện dài hạn. Và hiện tại thì chủ tư Sun Group đang mở bán những căn shop house The Center nằm trên cao độ từ 35 cho đến 60 mét so với mực nước biển ở những cung đường chính như Amalfi, Milan, Burano và Taormina. Cung đường Taormina là nằm trên cao độ cao nhất khoảng 60 mét so với mực nước biển,
và sẽ view trọn bộ toàn cảnh thị trấn Địa Trung Hải với những công trình biểu tượng của Sun Group cũng như là các công trình lớn của cả Phú Quốc nói chung, ví dụ như cầu hôn hay show trình diễn công nghệ Vortex. Chúng ta có thể ngắm nhìn những tuyến cáp treo chạy đi chạy lại cũng như là những con thuyền ra khơi trên mặt biển. Và anh chị nào đang quan tâm về sản phẩm Shophouse Center có pháp lý sở hữu lâu dài, giá bán từ khoảng 25 cho đến khoảng 35 tỷ đồng, thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp em Vinh qua số hotline trên màn hình. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip ngắn về thị trấn Địa Trung Hải. Xin chào và hẹn gặp lại.